Nằm trong khuôn khổ chuỗi kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Qatar, nhân dịp Qatar Airways khai trương đường bay Doha - Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 19 tháng 12 năm 2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã phối hợp với Làng Văn hóa Qatar và Qatar Airways tổ chức Đêm Văn hóa Việt Nam với chủ đề Đà Nẵng - Vẻ đẹp phương Đông. Tại đây, đoàn biểu diễn nghệ thuật Charming Đà Nẵng trong tà áo dài duyên dáng đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc như kể câu chuyện về vùng đất Việt Nam với âm nhạc và những điệu nhảy truyền thống. Những hình ảnh về chương trình Đà Nẵng - Vẻ đẹp phương Đông sẽ khép lại chương trình Người Việt Nam Châu ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!